mình quen nhau nha. 10 năm rồi, em không muốn phải chờ thêm nữa. Của người đã lớn, vẫn sẽ là dạ, lại có đồng ý hay không vậy? Em sẽ bảo vệ anh. Sơ sẽ hiểu ra nhiều điều hơn về nhau và yên lòng vì một người phía sau đón ta về nơi nương náu cuối mỗi ngày bắt